mấy ông thầy Tây Tạng á, mà ông biết sư phụ là một người phi thường, khác thường, lạ thường, dị thường luôn đi. Nhưng mà mấy ông chỉ nắm hàng này nó good hope thôi, mấy ông không có hiểu được cái label ở trên trời sư phụ là cái gì. Tại vì trong cái luật Phật á, mà ông không biết, mà ông có dám nói, mà ông chỉ biết là sư phụ có nhiều hào quang, là dị thường bất thường thôi. Nhưng mà ông không có identify được, cho nên không có thể nói. Còn mà nghe mình nói ờ đó là con trời thì mấy ông không có dám xác nhận, tại mấy ông không có đủ tư cách và hiểu được để xác nhận. Còn hiểu không? Chỉ có Ngài Đạt La Đạt Ma hay những gì mà ở trên mạng Phật Thành á, thầy Hằng Lực á, ông biết sư phụ là một người super super phi thường, thì họ rất là coi như ngạc nhiên thôi. Ngài Đạt La Đạt Ma cũng vậy, có thể Ngài Đạt La Đạt Ma biết sư phụ là thiên tử, biết sư phụ là người lập đạo, biết sư phụ là Di Lạc. Còn những gì như kiểu Rinpoche này là miễn bàn, không biết. Bây giờ con có gặp mơ ông Rinpoche mà ở bên Tây Tạng qua mà đi giảng pháp có thần thông, ông cũng thấy sư phụ là người gì bất thường thôi, mà ông cũng không có thể biết được là ai. Con hiểu không?